cảnh sát giao thông lên tiếng về thông tin chỉ ăn hoa quả cũng thổi ra nồng độ cồn. Liên quan đến thông tin người điều khiển phương tiện giao thông dù không sử dụng rượu bia nhưng vừa ăn hoa quả khi thổi vào máy vẫn cho thấy trong người có nồng độ cồn. Một lãnh đạo cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã lên tiếng phản bác. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, khi lái xe mà có nồng độ cồn trong máu hơi thở sẽ bị xử phạt rất nặng chiều ngày 3 tháng 1, tại khu vực ngã ba Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông, Hà Nội, Tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội ra quân xử lý các trường hợp điều khiển xe máy, nhưng trong người có nồng độ cồn theo nghị định 100, gạch 2019, gạch NDCP. Trao đổi với báo chí, Trung tá Vũ Mạnh Nam, đội phó đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết, theo kế hoạch của Phòng Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, toàn bộ các đơn vị đã đồng loạt giao quân để xử lý vi phạm về nồng độ cồn đội cảnh sát giao thông số 7 cũng đã triển khai và xử lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo Nghị định 100 gạch 2019 gạch NDCP, mức xử phạt cao hơn, mang tính răn đe hơn nên đề nghị người dân cần nâng cao ý thức. Khi đã uống rượu, bia thì không điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, Trung tá Nam nói. Trước thông tin xôn xao trên mạng xã hội về việc người tham gia giao thông, dù không sử dụng rượu bia nhưng ăn hoa quả sẽ cho kết quả có nồng độ cồn trong cơ thể, Trung tá Nam khẳng định không có chuyện như vậy. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết thêm, kể từ ngày thực hiện theo nghị định 100, đơn vị chưa bắt gặp trường hợp người dân nào chỉ ăn hoa quả rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà bị dính nồng độ cồn. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn còn căn cứ trên nhiều yếu tố và người vi phạm có quyền được giải thích về lý do có nồng độ cồn khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Với trường hợp vi phạm chúng tôi sẽ chứng minh để người dân tâm phục khẩu phục chứ không có chuyện ăn hoa quả mà bị xử phạt và tôi khẳng định không có chuyện ăn hoa quả mà lên được nồng độ cồn, trung tá Nam lập luận. Như dân trí đã đưa tin, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 vừa qua thì luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, luật sẽ cấm triệt để hành vi đi xe ra đường ô tô xe máy xe đạp điện khi có nồng độ cồn trong người tại khoản 6 điều 5 của luật này nêu rõ nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đồng thời tại điều 21 về phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia ngay từ khoản 1 đã nhắc lại rằng Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Nghị định 100 gạch 2019 gạch NDCB quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực thay thế cho Nghị định 46 gạch 2016 gạch NDCB. Các mức phạt mới về nồng độ cồn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cụ thể như sau. Mức 1. Chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở. Đối tượng ô tô thì mức phạt tiền là 6-8 triệu đồng. Sử phạt bổ sung là tước bằng từ 10-12 tháng. Xe máy là từ 2-3 triệu đồng. Sử phạt bổ sung tước bằng từ 10-12 tháng. Xe đạp và xe đạp điện mức phạt tiền từ 80.000-100.000 đồng. Mức 2. Vượt quá 50mg-80mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc quá 0,25mg-0,4mg đến trên 1 lít khí thở đối với ô tô phạt 16 đến 18 triệu đồng tước bằng từ 16 đến 18 tháng, xe máy từ 4 đến 5 triệu đồng tước bằng từ 16 đến 18 tháng, xe đạp xe đạp điện từ 200 đến 400 000 đồng. Mức 3, vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở đối với ô tô phạt 30 đến 40 triệu đồng tước bằng 22 đến 24 tháng, đối với xe máy 6 đến 8 triệu đồng tước bằng 22 đến 24 tháng, đối với xe đạp 600 đến 800.000 đồng.